Và trong bản tin hôm nay, chúng tôi cũng sẽ dành thời lượng để đề cập đến vấn đề đang thu hút sự quan tâm của dư luận xung quanh vụ việc Thanh tra Chính phủ đang vào cuộc làm rõ những vấn đề liên quan đến khối tài sản được coi là bất thường của các quan chức tỉnh Yên Bái. Mở đầu là thông tin liên quan đến vụ việc nhà báo Lê Duy Phong, trưởng ban bạn đọc báo điện tử Giáo dục Việt Nam bị công an thành phố Yên Bái khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản hôm 26 tháng 6 vừa qua. Vụ bắt giữ này đã khiến dư luận có rất nhiều ý kiến trái chiều. Có ý kiến cho rằng ông Lê Duy Phong đã bị gài bẫy sau khi tung ra loạt bài về biệt phủ của các giám đốc sở ở Yên Bái và các vấn đề đất đai trong tỉnh. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo sáng hôm nay của Bộ Công an, Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cho biết, ông Lê Duy Phong đã nhận 200 triệu đồng của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái trước khi bị bắt. Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cho biết, việc bắt nhà báo Lê Duy Phong có nhiều góc nhìn nên cần khách quan. Đến nay, Bộ Công an đã chính thức có báo cáo ban đầu của Công an thành phố Yên Bái. Theo báo cáo ban đầu của Yên Bái, thì phóng viên Duy Phong ngày 16 tháng 6 năm 2017 thì phóng viên đã lên Yên Bái và gặp đồng chí Vũ Xuân Sáng là phó giám đốc sở kế hoạch đầu tư, giám đốc sở kế hoạch đầu tư của Yên Bái và có nêu một số cái vi phạm có liên quan đến kế hoạch đầu tư của Yên Bái và cũng có cung cấp thông tin và yêu cầu là phối hợp giải quyết và có yêu cầu là Ánh Sáng chuyển cho phóng viên 200 triệu. Thế thì tại cái thời điểm đó Ánh Sáng không đủ tiền nên là mới chuyển 100 triệu và sau đó buổi chiều thì chuyển tiếp cho nhà báo Phong chuyên 100 triệu. Sau đó đến ngày 22 tháng 6 thì nhà báo Phong mới bị phát hiện và bắt giữ. Đến nay thì theo cái báo cáo ban đầu của Công an Yên Bái là nhận tiền vào ngày 16 tháng 6 như vậy đấy, hành vi phạm tội đã được hoàn thành, đã hoàn thành. Và tất nhiên là còn quá trình điều tra, mới là điều tra ban đầu, để còn căn cứ vào các tài liệu chứng cứ khác nữa để kết luận hành vi vi phạm này thì cũng thưa với các nhà báo là hết sức được bình tĩnh để chúng ta có thể làm rõ sự thật khách quan về cái vụ việc này. Về việc có nên để Bộ Công an điều tra vụ việc nhà báo Lê Duy Phong bị Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ, đại diện Bộ Công an cho rằng, trước hết, thẩm quyền điều tra là của Công an Yên Bái. Nếu rút lên Bộ Công an, phải trong trường hợp hết sức phức tạp. Bộ Công an hiện đã cử cơ quan điều tra của Bộ, giám sát, chỉ đạo Công an Yên Bái, điều tra khách quan đúng quy định.